Chào các bạn, lần gặp với một kịch bản quái gở, có thể nói là bá đạo trong cờ tướng đỉnh cao giữa hai tay cờ thuộc hàng quốc thổ của kỳ đàn Trung Hoa, Hứa Ngân Xuyên và Mạnh Thần, giải giáp cấp liên tái mùa 2015. Chúng ta hãy cùng xem chuyện gì đã thực sự tiếp diễn. Ở trong cuộc này, Hứa cầm đỏ, lấy pháo vào trung lộ, Mạnh Thần, mã 8 tiến 7. Hứa đưa ngựa lên, Mạnh bình xe. Hứa xuất xe, Mạnh nhảy mã còn lại bình phương tròn. Bố cục được Hứa lựa chọn là binh 7 tiến 1. Mạnh cũng vậy, mở chốt của mình. Hứa thò xe qua Hà. Mạnh lấy pháo tạt biên để kích đổi. Hứa lại bình xe vào. Mạnh Thần rời pháo 1, chuẩn bị có thể gã trục 7 đuổi xe như là một bố trận cơ bản. Hứa tiếp tục mã 8 tiến 7. Mạnh đầu tiên bổ xi ngay. Hứa lựa chọn thất lỗ mã này, nhảy lên cửa Hà. Và thay vì pháo 9 bình 7 kê đuổi xe trước, rồi đoạn lấy xe 8 kỵ Hà sau, bố cục được Mạnh Thần lựa chọn có phần nào khá bất ngờ, chính là thay đổi về thứ tự này. Anh dùng xe tiến lên để bắt mã trước, và Hứa Ngân Xuyên pháo 8 tiến thẳng hai nước để giữ lại, rồi Mạnh Thần pháo 9 bình 7 kê bắt xe. Và mọi chuyện cũng sẽ bình thường thôi nếu như tới đây Hứa lựa chọn lấy xe 3 bình 4 như là một cách thoát chạy còn lại. Nhưng không hề, anh quyết định lấy pháo này tạt ra biên để bắt xe ngay. Bởi vậy bố trận đang còn khá chỉnh tề của nhị vị chính thức đi về cảnh hỗn loạn. Còn thay cho nước cờ này, bố cục chúng ta đã trông thấy rất nhiều. Đỏ lấy xe 3 bình sườn, đen tiếp tục lại gác tường, đỏ bình pháo vào. Rồi đen tiến chốt 3, đỏ dùng chốt này đánh trả, xe rời, rồi đổi chốt, tường diệt. Mặc dù đỏ có thể tiên thủ, nhưng đen vẫn còn rất nhiều cơ hội để tạo ra lực phản kích, đủ sức để đánh ra một cuộc cờ hòa. Còn sau lựa chọn thực chiến của Hứa Ngân Xuyên, như đã bàn luận, anh lấy pháo để tạt biên, hòng có thể nhờ chốt này giữ mạng. Thứ nhất là bắt xe của Mạnh Thần. Mà việc Mạnh Thần lấy xe 1 bình 2 tớ xe bất lợi, tức là quân xe đường 8 của Mạnh Thần chính thức rơi vào hiểm cảnh. Tới đây Hứa đầu tiên lấy xe 3 bình 4 để thoát thân trước. Giờ đoạn phục sẵn, mã 6 tiến 5 đạp lấy chốt, hồng dùng pháo này truy đuổi. Quân ngựa đường 3 chính là một chiến lợi phẩm mà Hứa Ngân Xuyên không thể nào đắc ý hơn. Bởi vậy, đành phải dùng xe 8 tiến 1 để thoát thân, cũng chỉ cần lấy pháo tạt ra đường 8 đánh bắt trả. Pháo này buộc phải lệch ra để có thể kích đổi. Chỉ cần chấp nhận đổi, ép buộc tường 3 phải tiến 1. Rồi lấy xe 9 tiến thẳng hai nước mà giữ lại. Hàng tuyến phòng thủ của đỏ sẽ trở nên khá chỉnh tề với việc gác tường lấn nước cờ tiếp tục. Còn về phía của Mạnh Thần thì sao? Đổi đi một pháo vừa rồi, với việc hai mã đang bị đè nặng, pháo đường 7 đứng ở vị trí này không hề nghiêm chỉnh chút nào. Tức là đòn xe 4 tiến 2 của Hứa Ngân Xuyên cũng là một nước tranh tiên đầy uy lực mà Mạnh Thần sẽ phải vất vả. Đòn dùng pháo biên để quay về đã không thể nào tự nhiên để tác hợp. Và thứ hai, dùng mã 6 tiến 7 đạp lấy chốt tranh chức thực lợi là một đòn Hứa lúc nào cũng có thể triển khai cả. Mạnh Thần gần như không hề trông thấy bất kỳ một tiền đồ sáng sủa nào. Nếu như cứ lựa chọn một cách thông thường, Hứa gia đã tìm cách để thay đổi gần như là triệt để về tư tưởng định hướng chiến lược. Cho nên ngay tại đây, Mạnh Thần không phải lấy xe 1 bình 2 mà quyết định dùng pháo 7 này tiêu diệt. Cuộc cờ chính thức đi về cao trào có 1-0-2. Hứa Ngân Xuyên dùng pháo này đổi xe chiều tướng ngay. Sĩ phải rời về, tất nhiên vậy. Rời đoạn lấy xe bình 8 gây áp lực. Xe vừa rồi mất mạng, hệ lụy rõ ràng khi mà pháo mã còn lại chen trúc sẽ trở thành mục tiêu công kích tiếp theo. Nhưng chuyển tới đây, Mạnh Thần có thể lấy xe 8 bình 4 để tiêu đổi trước, để cho Hứa Ngân Xuyên dùng xe này chém về pháo 2 và giải quyết một cách rất ổn thỏa, mã 7 lại quay về. Chấp nhận lề thối để làm tiến vậy, tức là hoàn toàn có thể củng cố chắc về trận địa, rồi đoạn dùng pháo 7 này quay về đuổi lấy xe, hoặc là chỉ ít gác tường, tiếp tục trận cờ cũng vì vậy mà trở nên ổn thỏa. Còn về phần của Hứa Ngân Xuyên thì sao? Bố cục được anh lựa chọn tới đây đã có một điểm sáng tích cực. Thiên địa pháo trận đã sớm hình thành, nhưng không thể nào cứ tiến công chỉ với xe pháo ở trên cao được. Tích cực dùng binh 5 tiến 1 gây áp lực thẳng vào giữa trung lộ, thêm một nút chốt nữa đổ Hà để lấy xe này bắt thẳng vào mã 3. Bởi vậy Mạnh Thần dùng pháo 7 quay về để yểm trợ đuổi xe. Xe lại quay về hai nước, rồi bất ngờ pháo 7 đưa vào trung lộ phản công ngược. Tức là binh 5 của Hứa Ngân Xuyên tới đây chẳng những không thể nào phát huy tác dụng, mà chính là một điểm hở để Mạnh Thần có thể lợi dụng ngay. Đánh kiểu gì thì binh này cũng mất mạng cả. Lựa chọn trước của Hứa Tiên, sĩ 4 tiến 5 ngay. Giờ Mạnh Thần vẫn vậy, dùng pháo này chém thẳng tay không do dự. Hứa Ngân Xuyên điều xe sang mạn sửa bên kia, chờ đợi cho một mưu mô khá nham hiểm. Đưa tướng quân xuất cung, chắc chắn Mạnh Thần sẽ phải vỡ trận. Mã nhập cung, tướng khốn cùng.
cho nên gấp gáp dùng 3 năm tiền 4 phóng ra khỏi lỗ nguy hiểm thoát thân ngay. Giờ Hứa Ngân Xuyên vẫn xuất tướng để đe dọa. Mệnh thần trong huyền cơ này nếu như dùng sĩ 6 tiến 5 thì sao? Có lẽ sẽ chẳng vấn đề gì cả, nghĩa là việc hàng tuyến phòng thủ của mệnh thần đã được gia cố bền chắc. Nhưng tới đây Hứa Tiên vẫn còn lựa chọn lấy xe này chém chốt như là một cách đi còn lại, đe tưởng và chém luôn cả sĩ nếu như mệnh thần không đối phó ngay, buộc phải tượng 7 tiến 5 truy đuổi. Xe 3 bệnh 2 cũng là một đòn cờ rất uy lực, vừa có thể chọc chiếu bắt lấy sĩ, nhưng đòn dùng pháo này lệch sang hồng có thể giải vây đòn vừa rồi. Tưởng trung tâm tất sẽ mất mạng, tức là Hứa Tiên hoàn toàn có thể dùng pháo này để chém thẳng tay. Bởi vậy mệnh thần giữ được sĩ nhưng lại rất vất vả. Đó cũng là lý do trong hình cơ này mà bàn cờ đã được đẩy lên cao trào đỉnh điểm sau một lựa chọn có phần nào khá táo bạo của Thiên Mã Vương, xe 4 tiến 1. Mặc kệ, tức là để cho Hứa Ngân Xuyên dùng xe này chém thẳng vào sĩ, rồi dùng tướng tiến 1, không hề hấn chút nào cả. Hứa tiếp tục lại rời xe về chiếu ngay. Tướng quay về và tìm ra một hướng đánh khác nhưng không hề dễ dàng. Quyết định của anh lại chiếu thêm lần nữa. Tướng tiến 1, dùng pháo này để chém sĩ ngay. Tức là một đòn phế không liều mạng, mệnh thần chẳng những mất một sĩ mà đi luôn cả đôi. Nhân tiền pháo này chém luôn cả tường, hoặc là dùng pháo bắt lấy xe, mệnh thần cũng phải vỡ trần. Bởi vậy dùng mã này tiêu diệt như là một lựa chọn còn lại. Và Hứa Ngân Xuyên dùng xe để chém thẳng tay, nhân tiền cột chết cả mã và xe của đối thủ. Trong hình cơ này, mã này mà không ra trận thì Thiên Mã Vương làm sao mà có thể phát huy được sở trường của mình? Câu trả lời, mệnh thần đã bành xe sang vỗ mặt, tướng lại vào, rồi bành xe để có thể giữ căn ngay. Hứa Ngân Xuyên dùng pháo tiến 1 tìm cách để thay đổi hình cờ. Nước cờ tiếp tục chắc chắn là gác tường, bởi vậy trung lộ của mệnh thần sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Tới đây câu trả lời của mệnh thần dùng tướng 7 tiến 5 phòng thủ trước, còn nếu như không, Hứa tiếp tục lấy xe này hoàn toàn dư sức để dọn một cách gọn gàng. Tới đây lại dùng tướng 3 tiến 5 như đã dự trù, pháo chém chốt, ắt là nước cờ tiếp tục. Mạnh thần lấy pháo 5 này di chuyển thoát ngòi, và Hứa Ngân Xuyên bành xe sang đánh đuổi. Mạnh thần cũng chỉ cần chờ vậy, mã 4 tiến 3 chém chốt đe vào pháo trung lộ, tiếp tục lấy xe này tiêu diệt thì sao, sẽ là một màn mời đổi hàng loạt. Những gì còn lại về phía của Hứa Ngân Xuyên chỉ còn đúng một xe trơ trọi, và cả một đám chốt cũng chẳng còn sống sót bất kỳ một quân nào cả khi xe đối phương đã quản lý gần hết. Bởi vậy ngay tại đây quyết định của anh là giữ lại. Nhưng trước khi làm, anh rời xe chiếu ngay. Tướng quay về, dùng pháo này tiếp tục để chém thực lợi, tưởng 3 tiến 5, rồi đoạn chấp nhận cho màn thông đổi. Và mạnh thần, mã 3 quay về trung lộ, Hứa Ngân Xuyên lại tiến xe thẳng, quản lý chốt. Bàn cờ đã chính thức chuyển tản xe mã, bởi vậy nước cờ này của Hứa Ngân Xuyên cũng không thể nào chậm chế được. Chỉ cần thua một chốt đã đủ vất vả, huống hồ gì trong cuộc cờ này, mạnh thần còn có tới 5. E rằng Hứa Ngân Xuyên sẽ phải lành ít, giữ nhiều. Còn chưa kể mạnh thần đã nhanh chân hơn trong việc lấy xe 4 để có thể quản lý hàng chốt. Và chỉ cần chém chết một binh ở đường 3, áp lực về Hứa Ngân Xuyên đã tăng lên một cách đáng kể. Tức là chuyện lấy xe này tiêu diệt vào chốt hòng mời đổi không thể, khi mã 5 chỉ cần nhảy một trong hai lộ là ngoại tào. Mã 5 tiến 6 là một nước cờ uy lực hơn tất cả. Mà việc Hứa thứ nhất không thể nào lấy xe bình 4 cứ theo mãi để kích đổi. Xe 7 tiến 1 cũng chỉ cần ra tay ngược lại, mạnh thần chỉ cần mã 6 tiến 7. Đánh kiểu gì thì quân ngựa này cũng phải mất mạng cả, hoặc là xe quay về cũng vậy mà thôi. Xe 7 tiến 1, Hứa chỉ còn cách buông cờ. Bởi vậy sau lựa chọn này chỉ còn một phương án tốt nhất, đó là Hứa lấy xe để chém tường, tướng xuất lộ còn lại, rồi tiếp tục dùng mã quay về phòng thủ. Mã xe nhảy, ép buộc mã này phi lên bọc lót, chủ lực này kê vào, đuổi bắt, tướng phải xuất ngay. Bởi vậy đây cũng là lý do tại vì sao Hứa buộc phải lấy xe để chém tường, tướng lệch sang lộ bên kia. Còn nếu như chẳng tiếp tục là tướng xuất để chờ công, quân ngựa này không thể nào giữ nổi và kiêm luôn cả sát cục. Còn tới đây, mệnh thần cũng chỉ cần lấy xe này chém thẳng ra chốt, đè sát cục, tướng lại phải vào, tiếp tục là binh bên kia. Tàn cục này gần như không còn cơ hội để Hứa Ngân Xuyên có thể vùng vẫy được. Bởi vậy ngay tại đây Hứa không phải lấy xe chém thẳng vào chốt mà quyết định dùng mã để quay về, và mệnh thần lại chém tiếp ra binh biên truy đuổi. Hứa lựa chọn phương án này chấp nhận một cái giá phải trả cũng khá đắt đỏ, để cho dùng mã 1 thối 3 tìm cửa mà phòng thủ, cũng như việc đưa lên bất đắc dĩ làm một quân sĩ thứ 3 để tướng quân này có thể xuất cung được.
Mệnh thần tới đây dùng mã năm tiến sáu để phục sát ngay, tức là mã vẫn nhảy được, ép buộc là sĩ phải dương phòng thủ. Giờ đoạn mã quay về giữ vào binh trung lộ. Hướng Ngân Xuyên dùng chốt biên để tiến một trong gấp gáp. Quả thật là một ván cờ rất kỳ lạ, từ cách ra quân không hề giống ai cho tới tàn cục thì cũng vậy. Những gì còn lại của mệnh thần ngoài xe mã thì cả một đám chốt hùng hậu đông như quân Nguyên, chỉ cần đưa một chốt thành công qua Hà, Hứa đã đủ vất vả, huống hồ gì cả tới 17. Tiếp tục chúng ta hãy cùng chờ xem mệnh thần dùng binh 5 tiến 1. Mã này thì giữ lại chốt 3, xe này thì giữ chốt biên, bởi vậy Hứa không tài nào có thể làm được gì cả. Lại chủ động dùng xe quay về để truy đuổi. Mã của mệnh thần phi ra ngoa tàu, Hứa mặc kệ lấy xe này tiến lên bắt bằng được chốt. Đương nhiên nếu như binh 3 tiến 1 thì binh biên của mệnh thần sẽ là kẻ mất mạng. Và chuyện chỉ cần một xe và chốt đổ Hà. Nhưng tại vì hàng tuyến sĩ tưởng của mệnh thần đã tan nát, bởi vậy áp lực về phía anh cũng không hề nhỏ chút nào. Cho nên đó cũng là lý do mệnh thần quyết định dùng mã 2 thối 4 phòng thủ. Hứa cũng chỉ cần chờ vậy lại rời xe truy đuổi. Mã phóng lên thì xe này lại lặp lại đường cũ. Và tất nhiên trên thế thượng phong mệnh thần sẽ là người tự thay đổi, dùng mã 2 thối 3 ngay, để cho Hứa Ngân Xuyên lấy xe này tiêu diệt sang chốt 3, dùng binh 5 mà tiến 1. Phương án này của mệnh thần có vẻ đã sớm ổn thỏa, khi mặc dù mất chốt 3, nhưng chắc chắn một điều, binh biên mà giữ lại, thì quân chốt này xem như là một tia hy vọng cuối cùng của Hứa không thể nào nhập cuộc được. Không như vậy, mã 3 yểm trợ, bởi vậy chốt 5 của mệnh thần đi qua Hà mà không hề gặp bất kỳ một vật chắn nào cả. Tới đây, dùng sĩ rời về, để cho mệnh thần dùng chốt tiến 1 mà áp sát. Rồi Hứa đã rời sĩ ngay. Mệnh thần tới đây lại tiến thêm một chốt, áp lực về phía của Hứa Ngân Xuyên ngày càng gia tăng một cách đáng kể. Không thể nào cứ duy trì mãi vậy. Rõ ràng một điều, cứ giữ nguyên mã ở vị trí này rồi tiếp tục đưa thêm cả hai chốt qua Hà thì chắc chắn Hứa Ngân Xuyên cũng chỉ có bại. Tới đây quyết định của anh tượng 5 tiến 7 để ngăn cản, và mệnh thần lấy xe thoái 1 để truy đuổi. Tượng này đã gác ra cánh biên, có lẽ để tránh trước nước hiểm. Dùng tượng này đi vào trung lộ, thế binh chỉ cần tiến 1 rồi lấy xe bình vào để bắt luôn, tức là một chốt có thể đổ đi hai tượng, hàng tuyến phòng thủ của Ngân Xuyên cũng tan tành. Còn tới đây mệnh thần lại điều xe vào, Hứa tiếp tục sĩ 6 tiến 5, mệnh thần lại rời xe về kích đổi. Thế quân đã hoàn toàn đàn áp, bốn chốt còn lại chẳng khác nào là bốn quân xe cả, bởi vậy Hứa cũng chỉ còn cách thất thểu dùng xe 7 để tháo chạy, giữ lại hy vọng của mình. Mệnh thần có thêm một chốt để qua Hà, Hứa bành xe sang truy đuổi trong bất lực. Tại vì mệnh thần chỉ cần đưa chốt vào, Hứa không biết làm gì cả. Rời xe về bảo vào chốt trung lộ thì bỏ mặc mệnh thần chém luôn cả binh biên, chuẩn bị có thể đưa thêm một chốt này qua Hà nữa. Hứa làm sao mà có thể tiếp tục. Mã 3 tiến 1, mệnh thần mã 1 đã tiến 2, giờ Hứa Ngân Xuyên mã 1 tiến 3 ngay. Cuối cùng thì Hứa Ngân Xuyên đã trông thấy một tiền đồ khá sáng sủa của mình khi chiến ngựa đã có thể lập công đầu, tức là ít nhất có thể tiêu diệt gọn một trong hai chốt, hoặc là binh giữ trung lộ, hoặc là chốt 8 của mệnh thần. Nhưng chắc chắn với công lực thượng thừa, mệnh thần đã dư sức nhìn ra âm mưu này. Nhưng tại vì sao anh vẫn nhất quyết dùng mã này đi sâu vào trận tuyến đối phương? Câu trả lời là dùng mã 2 tiến 1, một phương án ngoà tào rất ngoạn mục, có thể quay ngựa về rồi lấy xe này vỗ mặt rất cổ. Tất nhiên không thể nào vì vậy mà dùng mã này chém chốt được, biến cờ ở trước sẽ được tái hiện, là dùng mã 1 thối 3 chiếu tướng ngay, hoặc là lấy tướng để xuất cung, hoặc là ngựa này quay về, vẫn đều giống nhau cả. Bành xe vào truy đuổi, tướng phải xuất, rời thêm mặt tướng này hỗ trợ, kiểu gì cũng thua thảm. Cho nên đó cũng là lý do mà trong gần này Hứa Ngân Xuyên đã phải dương sĩ lên. Mệnh thần cũng chỉ cần chờ vậy, lấy chốt 5 bình 4 vừa chiếu vừa thoát thân kịp thời, nhân tiện có thể lấy chốt này đe dọa vào sĩ, mà chắc chắn một điều Hứa Ngân Xuyên không thể nào giữ lại, buộc phải đưa tướng quân để xuất cung ngay. Mệnh thần lại chồng thêm một xe sang, rồi Hứa Ngân Xuyên dùng mã này chém được chốt, tiền đồ phía trước đã sáng mở, nhưng cũng hoàn toàn vô nghĩa mà thôi. Mệnh thần lấy chốt này tiêu diệt, Hứa Ngân Xuyên lấy tướng vào trung lộ, mệnh thần bành xe, Hứa đành phải cởi giáp mà quy hàng. Nếu như lựa chọn là tướng xuất cung, hoặc là dùng tướng quay về mở mặt tướng để đe dọa chọc chiếu cũng là xuất cục, hoặc là dùng mã 1 thối 2 rồi tiến chốt lên cũng lập công đầu. Còn lựa chọn bung sĩ lên, đương nhiên rằng binh 4 chỉ cần tiến 1, đại họa đã áp sát cận kề, Hứa không còn khả năng mà kháng cự. Một trận cờ có phần nào khá thú vị giữa hai cao thủ. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.